Phản hiện chơi lớn, đón cô dâu tháng 12 Khánh Thy về dinh bằng dàn mô tô cực ngầu. Cặp đôi tháng 12 của showbiz, Khánh Thy và Phan Hiển đã có lễ rước dâu trẻ trung và ngọt ngào với dàn xe xịn sò. Sáng nay, ngày 22 tháng 12, Khánh Thy và Phan Hiển đã tổ chức lễ đón dâu tưng bừng trước thềm đám cưới. Cô dâu tháng 12 chọn cho mình váy cưới trắng có thiết kế ôm sát trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Phan Hiển sở hữu vẻ ngoài lịch lãm với vest đen. Phan Hiển khiến cộng đồng mạng bất ngờ với hình ảnh team đón dâu cool ngầu của mình. Không đến đón nửa kia bằng xế hộp như nhiều đám cưới khác, trai đẹp 9X quy tụ những người bạn thân trong hội chơi mô tô, xe Vespa của mình để đón nàng về dinh. Sau đó, Phan Hiển đèo Khánh Thy đi qua những địa điểm thân quen mà cả hai thường hẹn hò trong khoảng thời gian yêu nhau. Chiều tối nay, Khánh Thy, Phan Hiển sẽ có tiệc cưới tại nhà hàng với không gian do chú rể tự tay trang trí, set up. Theo tiết lộ, Phan Hiển muốn chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu để tạo bất ngờ cho vợ trong ngày trọng đại.